rồi ta? Quà sữa đâu rồi ta? Được, quà sữa bằng cửa coi. Bà cửa, bà cửa coi. Mở sữa, mở cửa, bà cộng, mở cửa coi, khóc chưa lên. Mở cửa. Trời ơi. Thương thương nha. Thương thương bà sữa nha. Đâu rồi? Bà già. Trời ơi. Bà sữa. Bà cộng ơi. Bà già. Mèo đó kìa. Mèo cũng mừng đó kìa. Con. Trời ơi. Thương. Trời ơi, đi học mới về nè. Sữa. Con. Gì? Sữa. Ôi, đẹp thế. Thương. Con ơi. Em bé. Nó mừng kìa. Mèo cũng mừng nữa. Vô thôi. Mèo 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 mèo. Ha ha. Đó kìa. Có bánh đây. Có bánh nè. Bò sữa. Bò sữa nó mừng bánh thôi chứ không phải nó mừng mừng chủ đâu. Đi vô hai đột á. Đi vô hai đột cái nha. Bánh. Bím ơi, chị về rồi đây. Trời ơi, con vịt đen. Bím ơi. Trời ơi, mừng tôi đó hả? Bem bem. Bim bim ơi. Thương em nha. Thương bim bim thúi nha. Thương. Thương cục vàng tươi. Thương. Để chị vô chị lấy bánh cho bim ăn nha. Có mua xúc xích cho bim nữa. Thương. Ở đây nghe bim bim thôi. Bim ơi. Đâu rồi ta? Hey, bim bim. Đâu rồi? Bim. Đâu rồi? Ê, để chị vô chị lấy bánh ha. Lấy bánh cho ăn. Đó, bà sữa. Trời ơi, bà sữa thui. Hi, hello, xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Hello các bạn ơi, sáng nay thì mình mới vừa đi học về luôn nè. Thì mình chạy về trên cái đường mình đi với các bạn. Có bánh mì hamburger. Cho nên là mình mua về cho cả nhà mình cũng thưởng thức buổi sáng luôn nha. Sáng nay thì cha với anh hai á của mình đang đi hái dưa mới vừa về luôn các bạn. Giờ này cha mình đang cân dưa trong nhà. Bữa sữa nó thấy mình có ăn rồi các bạn. Nó ngồi đây nó trời ơi. Đây nè các bạn ơi, nó thấy ăn, có ăn cái nó đi theo mình nè. Mình thêm chị bành mèo nữa. Mèo. Trời ơi, bà sữa. Cười kìa. Thấy không? Mình quá, nó chờ ăn nằm lê lết giữa đường luôn nè các bạn. Sáng sớm nay thì mình mua bánh mì hamburger về cùng ăn sáng với cả gia đình mình nha. Trước mình đã có cho cha với mẹ mình, anh hai chị Hiền đã ăn thử cái món bánh này rồi, ai cũng thích trơn á. Đây là lần thứ hai mình mua lại cho cả nhà mình ăn nha. Và điều đặc biệt ngày hôm nay thì mình có nhận được một món quà của một chị ở Hàn Quốc tặng cho mình. Đây nè các bạn, đây là hộp nhân sâm nha. Không biết là cái hộp này là hồng sâm các bạn ơi, mình lộn. Đây là hồng sâm Hàn Quốc á các bạn. Đây chị tặng cho mình nè. Để chị nói là cho mình để mình pha nước hay là ăn với lại bánh mì cho cha mẹ mình ăn thử nè. Ngày hôm nay mình lấy cái hộp này ra mình khui luôn nè các bạn ơi. Cái hộp này thì có thể kích là 220
220g. Sáng nay mình sẽ pha cái hồng sâm này với lại cho cha mẹ mình ăn bánh mì hamburger nha. Bà xó, xúc xích nè. Phải không các bạn ơi, nó nghe ăn nó phấn khởi lắm. Bây giờ mình sẽ vô chuẩn bị thôi nha các bạn. Bà xó, dậy con. Ôi mở ngúng nín rồi các bạn ơi. Thằng Glenn Ten Ten. Hello tiểu dịch dịch. Chị ta đã xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Thèn 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 5 cái bánh mì hamburger của mình nè. Còn đây là hũ nhân sâm. Đây hũ nhân sâm này các bạn. Ở phía sau đây, đây nè, ở phía sau đây này các bạn, người ta có dán cái bảng tiếng Việt nè. Ở dưới là hướng dẫn của tiếng Hàn. Ở đây, ở trên này dán lại tiếng Việt Nam để cho mình dễ đọc nè. Này mình có thể pha với sữa chua với lại sữa tươi cũng được đó các bạn. Trời đất ơi, bà con làm cái gì vậy hả? Cái chú em đây để mình khui bên trong xem thế nào nha các bạn. Này mình cũng đã khui rồi, muốn cho các bạn xem á. Đây nè tiểu dịch dịch ơi, mày thấy này chưa tiểu dịch dịch, đã không tiểu dịch dịch? Đây là hũ hồng sâm này các bạn ơi, bò sữa chờ đợi ăn kìa. Thì để uống cái hồng sâm này, ở đây mình chuẩn bị 5 cái ly, 2 cái ly lớn này cho cha với mẹ mình, còn ba anh em mình uống ly bé bé thôi các bạn ơi. Còn đây là 2 bịch sữa tươi không đường nha, để mình pha chế với cái hồng sâm này uống nè. Đã lấy bánh mì ra hết tiểu dịch dịch. Thì để mình lấy bánh mì hamburger ra ngoài cái xẹ như các bạn, cái nia nè. Đây. Tên 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 thèn. Để ra đây nha các bạn. Đó, để vô. Mở ra, thèm thèm không bem bem? Bem 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 ơi, thèm thèm ơi. Chiu chiu chiu, xe 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 xe. Bây giờ mình sẽ làm nước hồng sâm nha các bạn. Khui ra, xem bên trong có gì nha các bạn ơi. Khá là hồi hộp luôn á. Dạ. Dạ. Wow, nó là một dạng sạch lỏng các bạn ơi nè. Wow, khui ra hết luôn. Trời ơi, nó đậm vị sâm quá. Đây mình sẽ múc lên cho các bạn xem nha. Nhìn nó y như là gừng vậy đó các bạn ơi. Nhìn giống như gừng mà mình giả nhuyễn mình ngâm với mật ong vậy á. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bỏ vô cái ly này thôi. Một ly như vậy là sẽ 2 muỗng hoặc là 3 muỗng tùy theo kích cỡ của cái ly nha các bạn. Này ly của cha mẹ mình sẽ múc 3 muỗng đi. Cái ly mình sẽ sử dụng cái muỗng á các bạn. Mình lấy cái muỗng vớt cái hồng sâm kéo lên. Để hồi mình đổ sữa vô cho đẹp nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ chế sữa tươi vào. Ê trời ơi, nó nhiễu quá. Chế vào một lượng vừa đủ thôi. Đấy, tiếp theo. Trời ơi con ruồi này. Tiếp theo. Các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã bỏ sữa tươi vô đây hết rồi. Mình sẽ bỏ nước đá vô nha. Cho người một ly. Đó. Đây cũng đều có một ly nha các bạn. Ví dụ này của cha với mẹ để trước. Đi to à. Thật là dinh dưỡng. Hai kìa. Mới đi làm xong luôn hả? Đúng rồi, đây, giờ tới cho mẹ dạ. Ngồi rồi. Giờ tới đây. Nay ngồi thoáng mát. Đó, băng bánh mì hamburger nha. Sướng quá ta. Tiểu dịch dịch. Quà. Cha sẽ ngồi gần đại ca. Đúng. Chỉ có cha mới chỉ được đại ca thôi. Ăn có món gì đâu.
gì mà uống sữa gì nè. Bánh mì hamburger uống hồng xăm Hàn Quốc. Đó. Dạ, ngồi xuống đi. Pha với lại sữa. Đó, ngồi đây. Ngồi đi. Trời ơi, mẹ đòi nóng lá. Ngồi lúng đất luôn á. Vui. Ngồi lúng đất. Ngồi đi. Ngồi đi nắng. Ngồi trứng giữa cha, bữa nay cha ngồi kế nó đây. Cha ngồi trên cái núi nè. Trời ơi, tiểu chó chó kìa. Trời ơi. Con cha. Con cha đâu rồi? Chơi đi. Con pha với sữa mà. Ê. Kể đi anh hai. Trời ơi, thằng chó này. Chó này. Trời cha, trời cha đang trang điểm. Ê. Ủa, đi đường gió hả? Cha đâu rồi ta? Cha ơi, ngồi kế tiểu dịch dịch đi. Bác nông dân. Ấy đi ngồi đi, con lấy chơi cha. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Cha ơi, đẩy nó xích tới cũng được. Cha ngồi kế nó đi cha. Cha ngồi kế nó đi. Ôi trời ơi, té cho dập mặt mày đi. Tên 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 đây 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 là cái hũ hồng xăm. Wow. Nè tiểu dịch dịch. Ghê ghê đi vậy đó vậy. Xăm đâu? Coi nào. Hồng xăm Hàn Quốc. Thơm không? Thơm không? Trời ơi, nó tò mò kìa cha. Thơm thơm, nó gấp á. Hữu nguyên chất nè. Hữu nguyên chất. Cái mùi giống cái mùi dừa nguyên ta. Chua chua, thấy nó hơi chua chua, giống mùi này chanh tắt vậy. Ngày hôm nay nè, mua bánh mì hamburger. Ê, mày mời cha với mẹ. Rồi. Cái này hồi nãy nó gấp rồi nè, đây nè cha. Nào. Nè, mời anh chị. Để đây. Hưởng thức đi nào. Lấy nó đó. Đây, lấy đồ. Mời các bạn ăn bánh mì hamburger nghe. Rồi, nước nè, mời cha. Rồi. Nước bim bim. Ôi, bim bim để đầy quá. Rồi cho nó cái gì thôi để xét cho nó miếng bánh. Thôi để mẹ cứ ăn đi, mẹ cứ rồi, ăn đi. Nãy nó gấp chút ngay chỗ này nè. Đang ép cho nó. Bánh chỗ nào cho nó ăn chỗ nấy. Mời mọi người cùng ăn bánh với mình nha. Mời các bạn ăn bánh nha. Bánh mì hamburger. Mời các bạn nha. Đi nhiều dữ vậy ha. Uống đi mà. Sữa sữa không đường nha. Tôi không có cho con này sao? Dạ. Ăn sao? Vậy đây nó có ly. Sắp cho nó đi. Rồi cho nó đi. Hay đi cả nhà mình ăn đi rồi nó sau đi. Chúc mừng ơi mẹ. Cho nó miếng đi con ơi. Lao đi nào. Ôi. Đây chị lao. Ôi. Cho. Dạ, cho nó miếng nó uống với nghiệp của nó. Ok nó đang. Đây, nó uống đi, nó đang chờ đợi kìa. Dịch cái này ra sao? Đây. Ủa phi. Trời ơi. Rồi, uống không cũng được không? Trời. Uống cà phê ở đâu uống hồng xăm sữa. Quá sáo quá sáo. Trời ơi, trường sinh bất lão đi. Trời ơi kìa. Thấy chưa, đang thằng thèm ăn mà không ăn không được. Cái máy vậy. Tốc độ tăng lên. Cho nó uống ra một cái đi nó mới im. Trời đất ơi. Rồi xong rồi đó, cho miếng bánh nữa là xong. Dính tùm lum mình hết trơn rồi. Rồi được rồi cha, nó dọc đó cha. Rồi rồi. Nước đá dặn lên rồi. Bỏ ngoài đi. Rồi, lau miệng rồi. Biết lau miệng lo nó đưa cái mỏ lại từ giấy. Rồi lau này xuống luôn. Rồi, các bạn ăn bánh mì hamburger. Được cha, ngồi xuống nha. Rồi đây, ngồi lùi đây nè cha. Rồi, rồi đó. Nhiệm vụ nó xong rồi. Đây, trong mời này. Các bạn. Chúc tôi đi. Trong này nhân nhiều quá. Chúc tích. Đây này, trong này xúc xích với lại bò. Xúc xích, xúc xích. Ngon quá, ngon quá. Bánh mì béo luôn. Ngon quá. Bánh mì ở quê mình đâu có ta. Bữa nay ngút nó bồi dưỡng. Nó sâu nó bồi dưỡng. Rồi em. Đi học về là có bánh. Cứ quậy lại em thấy nó bánh rồi để em quậy ra.
của Út nè. À, tối đi nhỏ à, mẹ cho đi bự. Đây. Gọi lên. Vô. Ăn nước bằng bánh mì, ăn nước quá. Uống nước rồi. Uống thử phần trăm. Uống phần trăm màu quắc. Vô. 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 Uống rồi. Này sữa không được nha. Mày xăng dữ nha. Thơm không? Ngon hết. Này xăm củ nè. Thơm không? Đúng rồi, xăm củ nó để cái hình ở ngoài á. Mùi nó quen á. Quăng rồi hả? Không, uống nước thì đã. Có mùi quen quen. Mới uống rồi. Chị Bèo. Gì vậy? Ê ê mày nó muốn cứ cướp giật bánh mì của chị á. Đưa cho không ăn mà. Con mới được. Phải là con. Nó có cái mùi lật cưng. Nó mùi miệng túi quá Will. Anh không có giống hơi. Con mũi cắn. Nè. Rồi chán rồi. Nhán rồi đó. Nhán. Ăn chơi chơi thôi. Rồi. Ngồi bánh mì là tới chiều luôn. Còn luôn thế bắn chanh đi. Đi ơi. Sao khỏe à hả? Chúc cả nhà vui vẻ. Dạ. Thu hàng sớm. Bên. Hỏi gì vậy mày? Ăn à, nước quá. Nó cái mổ nó dễ ốm. Được rồi. Ừ. Nó bực cụm nó nhóm nháo kìa. Cơm. Uống hồng xăm cho uống bim bim kìa. Đã đời rồi. Mũi hả? Mũi cắn hả? Mũi cắn hả? Mũi buồn mắt. Mũi hả? Mũi hả? Ngon không? Ừ. Thơm. Ăn là ghiền á. Ngon. Cái bực cụm. Cho con hả? Ừ, đủ uống nữa kìa. Ừ, uống nữa kìa. Uống rồi. Đâu rồi? Lấy cái ly của nó cho nó uống rồi. Rồi ơi. Đừng tí con cho nó uống cho. Rồi, đây, cho uống nữa nè. Vô. Cái thằng dịch này thì chứ. Đừng uống á. Trời đất ơi. Dọc nước kìa. Quá dữ. Hắn đá lại. Hắn đá lại. Nghe để con coi. Đá. Đá. Đưa ly ra. Đó, rồi một tiếng đây. Con đá nhỏ quá. Sao? À, chịu rồi đó. Đây là mấy cục đá. Má. Trời ơi. Nuốt được mà, cục nào bự quá nuốt không nổi thôi. Cục nào gấp ra nhấp. Đã chưa. Cho bà cục miếng kìa hai ơi. Cục ơi, cục. Cũng ra. Cũng vậy nè con. Uống rồi. Ở đây. Dính cái khăn ra đưa lần chùi cái miệng cho con nè. Trời ơi, ăn lá lốt đi con. Nè. Bà sữa ơi. Cho mày miếng bột, cuốn lá lốt luôn nè, cuốn lá lốt vô. Ừ. Bà sữa ơi, bà sữa đâu hai kêu nó hồi nãy nó nằm rồi. Nó nằm nó ghét cái mỏ nó chờ. Bà sữa. Giờ tới kìa. Sữa. Ú. Ra con. Bánh mì nè. Ai kêu tôi đó có mặt chó tôi đây. Bà sữa. Rồi mẹ cho kìa. Mẹ cho cái là hết ổ mì á. Bò sữa. Nó thấy đặt đây nè, chó đây nè. Hả? Con bò sữa. Bò sữa. Nó chó rồi. Này. Ừ. Trời ơi. Bò sữa. Rồi. Ê chết mẹ, vô mắt hả con? Cái rồi. Ê chết rồi bò sữa. Chết rồi. Phun vô mắt nha. Phun vô mắt bị cay rồi. Vòng vô. Bà sữa có sao không con? À xin lỗi bà sữa mắc nhiều quá con. Xin lỗi. Ôi để tao lau cho. Xin lỗi em nha. Chết rồi mắc nhiều. Hết chưa con? Tao phóng cho mày ăn mà mày không ăn. Mắc nhiều rồi tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Thôi cho bà sữa miếng nữa. Cho bà sữa miếng nữa. Bà sữa. Sữa. Chu tội với nó rồi. Bà sữa. Lên lên thả. Miếng nè con. Thả lên đây. Coi chừng tai nạn nữa. Nè con. Không thảy nữa. Xin lỗi bà sữa nha. Ăn hàng ngang
Trời ơi, cũng nhả đất nữa à. Ngon quá. Ngon quá mà. Nè, cái bánh em ơi. Uống đây chưa hết mà. Uống chưa hết rồi. Thấy nó ngon quá. Ăn rồi sắp nước rồi. Quá ngon. Quá lại. Nó chẹo qua hàm luôn. Nhân sâm hả, này là nhân sâm. Trường sinh bất lão. Bà sữa ơi, lại đây tao tạo tội với mày nè. Nhân sâm quả. Nè sữa. Đây đây con. Bà sữa, sữa, sữa. Trời, bà cũng tới rồi. Chi ra. Ai nữa cắn bà sữa bị mà. Đi quay quen thôi không. Ê. Đợi nó cho nó chơi với nhau đi. Ừ. Thằng kia cũng chịu trận đưa đầu luôn. Tội nghiệp lắm. Đáng ngứa nó chứ vậy. Đáng ngứa. Bà sữa, đây con. Nè sữa. Nó bị uống sữa dính môi tùm lum. Ngon quá ngon. Cái miệng nhỏ cái ly bự à, ngày hôm nay cho cha mẹ uống này thấy đã không? Thấy ngon, ngon không? Ngon quá. Thì cảm ơn chị đã tặng cho nhà em một cái hũ sâm Hàn Quốc thì nghe khá là tuyệt vời luôn á. Thì bây giờ chắc cả gia đình mình sẽ kết thúc video tại đây. Hy vọng là các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh. Trời ơi, bà cụ. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho cả gia đình mình nha. Và bây giờ bye bye. Trời ơi, bà sữa kìa, nó lụm mất kìa.